xin chào mọi người. Lần đầu tiên chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về nước hoa của Show và Miska. Miska xin chào mọi người, đây là Miska. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn các dòng Daisy của Marc Jacobs, một thương hiệu nước hoa mình yêu thích nhất luôn. Và chúng mình cũng bắt đầu luôn nha. Có thể thì mình không cần nói quá nhiều về em Daisy đầu tiên này nữa. Bởi vì nếu mà bạn yêu thích và hay tìm hiểu về nước hoa, chắc chắn là bạn đã ngửi qua hoặc là sử dụng em này rồi luôn. Bởi vì em ấy quá nổi tiếng và quá được lòng các cô gái đi, nên Marc Jacobs đã tạo nên các dòng Daisy chị em khác như là Daisy Oh So Fresh, Daisy Dream, Daisy Twinkle. Còn nếu mà bạn chưa ngửi qua em này á, thì cảm giác của mình đối với em này giống như là mối tình đầu tiên của thời học trò vậy. Nó có chút gì đó rất là ngây thơ, hồn nhiên, thuần khiết và cực kỳ dễ thương nha. Mình tin đó là các cô gái á, khi mà ngửi em này rồi thì không thể nào ghét được em ấy đâu. Nó dễ thương từ cái mùi hương cho tới kiểu dáng, từ trong ra ngoài luôn. Và đối với mình á, thì không có một cái dòng nước hoa nào trên thị trường có thể đánh bại được sự dễ thương và đẹp đẽ của các cô nàng Daisy của Marc Jacobs hết á. Từ năm 2008 tới giờ thì mình đã xài hết 4 chai 100ml rồi. Và em ấy là tội đồ, là nguyên nhân dẫn mình đến cái con đường mà nghiện ngập và sưu tầm nước hoa. Mặc dù thì em ấy là odor toilet nên mình không còn, nó không có lưu hương tốt trên cơ thể của mình. Nó chỉ tầm 2 tiếng thôi à. Nhưng bởi vì là em ấy là cái mùi hương đầu tiên mình mua luôn. Và em ấy nó có một cái sức quyến rũ rất là đặc biệt đối với mình, nên mình vẫn cho em ấy 8 điểm. Oh So Fresh thì sau bao nhiêu năm mình nghiêng ngoan cố kiên trì và đeo bám cái em Daisy đầu tiên á, đến tận năm 2017 khi bắt đầu sưu tập nước hoa thì mình mới sử dụng qua em này. Và mình yêu thích em ấy ngay từ phút giây đầu tiên mình ngửi luôn. Từ 2017 thôi mà xịt rồi còn có nhiêu đây thôi mà một chai 125ml nữa, là mấy bạn biết mình yêu thích em ấy đến cỡ nào rồi ha. So với cái phiên bản cũ á, thì em ấy mang cho mình cái cảm giác như là vui tươi hơn, ngọt ngào hơn và trẻ trung hơn nữa. Nhưng mà không có nghĩa là bạn qua tuổi teen là bạn không sử dụng được đâu nha. Vì cái mùi hương này nó rất là tươi mát và nó có thể giúp cho mình thay đổi tâm trạng rất là tốt. Và nó có nhiều cái hương trái cây nữa. Mình thì mình rất là thích các hương trái cây trong nước hoa. Và em này so với những cái dòng Daisy khác lại có rất là nhiều nốt hương trái cây như là vải, mông xôi, mận và bưởi. Mình thích em này còn một điều nữa là em ấy lưu hương cực kỳ tốt luôn. Mặc dù là odor toilet nhưng mà với 6-8 xịt thì em ấy lưu hương được 4 tiếng trên người mình. Cũng là một cái điều kỳ tích so với cái dòng Daisy khác của Marc Jacobs rồi. Nên mình cho em ấy 9 điểm, rất là yêu. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu cho các bạn cái dòng Daisy Dream Forever Eau de Parfum. Được nâng cấp lên Eau de Parfum rồi đó, khác rồi đó. Thì nếu mà bạn là cô nàng thích cái dòng Daisy của Marc Jacobs nhưng mà ngại cái việc các em ấy nó quá dễ thương, kiểu trẻ con, quá nữ tính đi, thì các bạn hãy thử ngay qua em này nha. Em này thì nó vẫn mang cho mình cái cảm giác âm hưởng của Daisy Dream cũ, nhưng mà khi mà xịt lên á, nó lại có một chút gì đó, nó trưởng thành hơn, nó chững chạc hơn và nó ấm áp hơn. Bởi vì á, khi mà xịt em này á, nó tạo cho mình cái cảm giác ấm áp á, nên mình thấy á, là em ấy thích hợp, khá là thích hợp để dùng cho mùa thu đông nè, hoặc là xuân hè vào ban đêm. Khác với những cái dòng Daisy cũ á, chỉ được niêm yết và có thể dùng cho xuân hè mà thôi, tại vì xịt lên nó mát lắm. Còn em này xịt lên là khá ấm áp và trưởng thành nha, phù hợp cho những cô nàng trên 25 tuổi. Thì đúng như là kỳ vọng là Eau de Parfum, nên em này lưu hương cũng khá tốt trên mình, tầm 4 tiếng. Nếu mà mình xịt khoảng 6-8 xịt thì đó, mình thấy em này cũng khá là tiện lợi cho những cô nàng công sở, những cô nàng yêu thích cái sự ngọt ngào nhưng mà chững chạc hơn. Và em này mình cho em ấy 8 điểm.
Tiếp theo là cô em Úc Daisy Love, được Mark Jacobs trình làng vào mùa xuân 2019 vừa rồi luôn nè. Thì đúng như cái tên Oh So Sweet, em này nó ngọt kinh khủng khiếp luôn nha mấy bạn. Nó ngọt hơn La Vie Est Belle của Lancôme và có thể ngang ngửa với Scandal luôn. Mà nó lại là cái mùi ngọt rất là thanh mát. So với những hai cái mùi vừa rồi mình mới đề cập nó làm cho mình nhức đầu, thì em này nó cực kỳ thanh mát luôn. Cái hay của Marc Jacobs là có thể tạo nên được cái mùi hương vừa ngọt mà vừa thanh mát mà vừa dễ thương đến như vậy. Và khi mà mình xịt á, mình cảm giác nó rất là mát, mát bay lên tới tận mũi luôn. Mình cứ nghĩ là có bạc hà nhưng mà lại là nốt hương cam bergamot khá là đặc biệt. Và mỗi lần mà nước hoa mà có nước cái nốt hương cam bergamot hay là xạ hương là kiểu như làm cho mình thích, không cần bận tâm tới điều gì nữa, kiểu như thích ngay từ lúc đọc luôn chứ đừng nói gì ngửi. Thì đó, có thể nói mình thích em này ngang ngửa với Oh So Sweet, Oh So Fresh. Nhưng mà cái điểm yếu chết người luôn nha là em này không hề lưu hương tốt trên cơ thể mình tí nào. Mặc dù rất là ngọt ngào nhưng mà em này chỉ lưu hương tầm 1 tiếng thôi. Mình không biết tại sao nữa, tại vì tùy theo cơ thể của mỗi người khác nhau và phản ứng hóa học trên cơ thể khác nhau, nên có thể nó lưu hương tốt trên bạn nhưng mà lại không hề tốt trên mình tí nào. Cái đó khá là buồn. Mặc dù rất là thích nhưng mà mình chỉ cho em ấy được 7 điểm thôi. Xin lỗi Marc Jacobs nhiều nhiều lắm luôn. Tại vì mình sẽ dùng những cái từ ngữ không hay ho với lại không được mỹ miều lắm khi mà mình mô tả cái em Daisy Delight này. Có thể chưa Delight nó làm cho mình ảo tưởng, mình kiểu mình nghĩ là ít nhất là nó phải ghê gớm lắm khi mà mình ngửi, mình sẽ thích thú lắm. Nhưng mà ít nhất là nó phải hài lòng trước đã, chứ không phải kiểu mình không hài lòng tí nào hết trơn á. Mình rất là thích mát dùng cái hương táo để mà sáng tạo ra này, để cho nó khác biệt với những cái dòng Daisy cũ. Nhưng mà mình lại thấy cái đó là một sai lầm rất là lớn. Tại vì cái hương táo á, đối với mình á, mình đang xịt em đó trên tay luôn, nó không có hòa quyện tốt với những cái nốt hương hoa còn lại, mà kiểu như nó cứ đánh nhau qua lại giành phần thắng vậy đó. Rốt cuộc không ra mùi gì hết trơn. Mình cảm thấy nó kỳ kỳ gì mà nó hương liệu mà nó quá chất làm sao á. Một khi mà mình dùng cái từ hóa chất trong nước hoa, nghe mùi nó hương liệu quá chất á, là có thể là nó không được mỹ miều lắm. Thì đó, còn nếu mà bạn đã sử dụng em này rồi, bạn thích thì đó là ý kiến của bạn. Nhưng mà cái ý kiến của mình, cái này là ý kiến của mình, nên mà bạn cũng đừng có kiểu như nghiêm trọng quá mà cho mình đúng hay sai nha. Tại vì nước hoa nó cũng giống như sản phẩm skincare vậy đó, nó có thể thích hợp với bạn, nó làm cho bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn, thích thú, thì nó cũng có thể gây dị ứng, khó chịu đối với ý kiến của mình, đối với bản thân mình. Nên bạn cũng, nếu mà bạn muốn thật sự muốn thử mua mùi này thì mình khuyên là bạn nên thử trước khi mà mua nha. Tại vì cái này mình không có recommend cho mấy bạn tí nào hết đó. Đối với mình, em ấy dưới mức trung bình luôn. Xin lỗi Marc Jacobs nhiều, bởi vì mình là một fan cuồng của Marc Jacobs. Yeah! Cuối cùng cũng xong hết rồi đó. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video nha. Và nếu mà bạn cảm thấy video này thật sự hữu ích thì hãy like và đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình nha, để chúng mình cũng có thể đồng hành và chia sẻ về nước hoa trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Miska bye bye.